bài chăm sóc ạ. Nhiều người hỏi gì ta? Khiếp, ước gì mà live stream lúc nào cũng nhiều người xem như này này nhỉ? Mọi người nhỉ? Ui. Cô lại phải theo Lôi đi sang Angola thì view mới như thế này nhỉ? Nhưng mà năm sau cô lại mới qua. Năm sau á? Một năm nữa. Wow, con đất không ta? Ung gì hả? Ung gì à? Đi là ngày. Năm là gì? Năm là gì nhỉ? Linh ơi, năm là gì? Single. Ung single. Single là này mà. Ung đôi xe quan single. Không, năm là không phải là số năm mà. Mà năm là năm 2023, năm 2024 ấy. Anu đúng không? Đây là ông Linh quên rồi. Năm là gì? Ê, năm là gì? Năm năm quên rồi. Năm tháng ấy Linh. Ung Anu phải không? Anu đấy. Ung Anu. Ung Anu á. Ung Anu có lẽ mày gặp lại Lôi. Ung Anu có phải Lôi đâu. Ung Anu là ngày kia. Sao lại ngày kia? Mày biết đấy, biết đâu, Ung Anu là năm kia. Ngày kia. Năm sau. Có lẽ cũng biết mọi người nhé. Một năm nữa. Một năm nữa. Nhìn này, nhìn này mọi người, nhìn này. Đồ kìa. Thịt bò ngon lắm, mọi người bắt chanh vào ăn giúp em nha. Bắt chanh vào ngon hơn. Bắt chanh vào cực kỳ ngon như như con này hết. Còn 160 suất. Không ấy. Nhìn này. Đừng đừng nè. Còn 160 suất nữa nha mọi người ơi. 160 suất nữa với giá là 160k. 160k cho bảo quản vào. Ăn không hết, bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh giúp em nha. Không có chất bảo quản, không phẩm màu. Mọi người mua về cho con ăn hay gì thoải mái hết nha mọi người ơi. Ôi đây quạt rồi. Single xe xe đi ai gì nay gì đẹp. Cô lại biết rồi đấy, cô lại biết tiếng Angola rồi đấy. Thế bây giờ hồi nãy đi hết rồi mình ngồi một mình live buồn nhỉ. Quỳnh cũng về học nhưng mà em tận cuối tháng này về. Quỳnh bây giờ không muốn về học nữa mọi người. Lôi con về Angola chưa cô Lệ ơi? Lôi con không về Angola nữa nha. Ôi, mang nhau nha mọi người. Lôi con ở đây luôn. Cảnh báo à? Không. Không. Ui giời. Bây giờ mà đang còn tin mấy cái comment. Chứ thế mà hôm đấy rõ ràng TikTok ngồi bên cạnh luôn rồi. Mọi người ơi. Cảnh báo à? Mấy gầy gì nữa? Đấy là chỉ vi phạm rồi anh. Bè da đen là con trai Linh à? Còn Lôi kìa, chị Lôi kìa. Cô hỏi là Lôi là con trai của chú Linh à? Con trai á, không phải đâu. Là con gái nha cô ơi. Lôi sắp về rồi nha các cô, các chú ơi. Lôi sắp về rồi nha. Còn 100 suất thôi mà. 100 suất nữa mọi người ơi. Chết rồi, 500 suất hơi hơi nhiều. Chúng sao, sao? Hơi quá sức. 160k là rẻ không mọi người, 160k là rẻ rồi đấy chị. Tin em đi, 160k là rẻ đấy. Trừ những cái phiên mega live ra, nếu như có thêm voucher thì thêm khoảng tầm 10k, giảm tầm 10k hay gì ấy. Bình thường là bán 180k nếu như mà không live. Quay lại nhìn này, nhìn này muối này. Từ giờ đến khi nào nhỉ? Linh sang Angola là không có phiên mega live nào nữa mọi người ạ. Thế chờ phiên mega live của chị Hằng. Linh sang Angola không có mega live nữa nào. Còn 80 suất. Mọi người sẽ bắt chanh ăn hoặc là làm gỏi. Làm nổm đu đủ ấy, đu đủ nổm đu đủ thịt bò. Ăn rất là ngon. Để làm một cốc cho cô Lệ nha. Không. À ừ, làm cho lấy cho cô Lệ. À thôi, đừng. Rơi đấy, đổ đấy.
Nó cầm cả chai ra đây đi. Cầm cả chai ra đây cô lấy lấy uống. Bánh trung thu hết rồi nha mọi người. Bánh trung thu mọi người chờ ngày mai phiên live của Nam Hoàng nha. Và chủ Tiến. Đây. Hộp như này là hộp 250g. Hộp 250g thì hôm nay chỉ còn là 160k cho 250g bò như này. Bò nguyên chất bò nha mọi người. Không pha trộn thịt lợn. Mọi người yên tâm nha. Yên tâm mua hàng. Ngày sản xuất thì luôn luôn là mới đây thôi. Đây là hàng sử dụng là ngày này bao nhiêu đây? Mờ mờ rồi. Nhưng mà mọi người yên tâm nha. Mọi người yên tâm là sẽ không bao giờ hết hàng được đâu. Khô gà đi, khô gà em vừa mới lên xong ấy. Khô gà vẫn đang có giá hời trong giỏ hàng mọi người. Vẫn đang có giá hời trong giỏ hàng ấy mọi người. Ok, thôi qua mãi đi. Qua qua gì đây? Qua khô heo đi. Khô heo. Cứ nhuyết bảo là cái gì? Hay là còn một ít hạt điều thì mình lên đi. Ờ, lên hạt điều đi. Lâu rồi không ăn hạt điều. Lên hạt điều đi mọi người ạ. Đây, lấy cái này làm đĩa luôn này. Ui, lôi làm gì? Không. Lôi. Đừng vào cái đấy. Lôi đang còn đi lấy đá lành cho con Lê. Không cần Lôi ơi, không cần. Cô Lê không uống đá. Bánh trung thu hết rồi mọi người ạ. Hả? Cô Lê uống không? Không. Em đi là ăn là ta tí ta tí tí ta tí tí ta 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 ta. Bánh trung thu làm bằng tay mọi người ạ. Một ngày không làm được nhiều. Bởi là hôm kia là 1.000 suất nhưng mà bán hơi lỗ cho nên là tuần ngày hôm nay mới đi đơn xong hết phải không? Tuần ngày hôm nay mới đi đơn xong hết. Người ta làm bị gấp quá, bị gối. Thì mình lại mai lại vẫn phải tăng ca tiếp nhỉ. Hồi lên hạt điều nha mọi người ơi. Lên hạt điều. Hạt điều phô mai á. Hạt điều phô mai. Ăn là cực kỳ nét. Ăn là ngon nhất nét. Cực kỳ nét cũng ngon nhất nét đâu mô. 140 suất này. Hạt điều chỉ còn 140 gói ở trong kho nữa nha mọi người. Hạt điều này là hạt điều xuất khẩu của Bình Phước chứ không phải là hạt điều Việt Nam xuất khẩu ấy, tức là cái chỗ mình làm này, chỗ mình lấy này là chuyên để đi xuất khẩu chứ không phải là hạt điều mà nhập về từ bên nước khác nha mọi người. Mọi người ăn yên tâm. Đây. Bên trái chị ơi. Bao nhiêu? 200k hôm nay chỉ còn 128k. Lẻ đi. 200k hôm nay chỉ còn 128k nha mọi người. Ngon lắm. Lúc đó cái hạt mà đều nha mọi người. Hay là lên giá luôn này. Lên giá luôn cho hết luôn này. Lên chị ơi. Mọi người lên bị học cái mắt này nha. Ừ, đau quá. Không. Lên bị học rồi nha. Hả? Lúc này nó ngã rồi. Đau quá rồi, giá hơi rồi. Đau quá nha mọi người. Đau mọi người thêm mà. Cái đây cực kỳ đau đi. Luôn. Cảm ơn cho mọi người 10k đi. Đây không được đâu, cái đây đau quá. Sao ơi? Bị hỏng mắt rồi. Sao lại hỏng? Tại vì nó một đây. Thế á? Này bây giờ hỏi nha, số mấy đây? Ê? Số mấy đây? Số này là số 1. Ơ, thì đã hỏng đâu. Số mấy đây? Hỏng mà. Số mấy đây? Ê, số mấy à? Số mấy đây? Số như này nha mọi người. Số như này á. Hả? Số như nào? Số 2. Hả? Cô gái em vừa mới lên xong ấy mọi người. Vẫn đang có giá hời trong giỏ hàng. Vẫn đang có giá hời trong giỏ hàng. Đây là hạt điều phô mai nha. Ăn ngon lắm. Lôi review đi. Cái hạt điều phô mai này rất là ngon nha mọi người. Mở mắt ra và review. Hạt điều này á.